Trứng Thành bị đồng nghiệp xa lánh vì sợ vợ ham nhà gái và hôi. Tập 7 của chương trình truyền hình Người Bí ẩn 2018 có sự góp mặt của bộ đôi khách mời Diệu Nhi, Ngô Kiến Huy, Hoài Linh, Việt Hương tiếp tục ngồi ở ghế nóng dành cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Trứng Thành cũng tham gia chương trình với vai trò là MC. Không chỉ đấu nhau trong các thử thách tìm người bí ẩn, hai đội chơi còn đưa tầm ngắm về chàng MC lắm chiêu Trứng Thành. Ở vòng 3, Hoài Linh, Việt Hương và Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi phải tìm ra ai là lực sĩ, cử tạ phá kỷ lục thế giới từ năm người bí ẩn. Trong tạo hình siêu anh hùng, các nghệ sĩ chẳng ngờ rằng các thí sinh đều đến đây với mục đích tiêu diệt Trứng Thành giải cứu thế giới. Người khổng lồ xanh muốn diệt hạ Trứng Thành để giải cứu thế giới khỏi tiếng ồn từ nam MC. Trong khi đó, các anh hùng khác lại ghét tật sợ vợ, ham giả gái và không được thơm nên quyết định trừ khử Trứng Thành. Là đồng nghiệp lâu năm, nhưng các nghệ sĩ đã đều khoái chí khi thấy Trứng Thành bị vùi dập. Nếu nghệ sĩ Việt Hương luôn miệng nói cho vừa lắm, thì nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại ủng hộ các thí sinh, quyết không cho Trứng Thành đẻ trứng. Đứng trước việc bị đồng nghiệp thân thiết lẫn thí sinh dìm hàng, Trứng Thành chỉ còn biết chống trả yếu ớt bằng cách cười trừ và nói lảng sang chuyện khác. Ở một diễn biến khác, gia đình sáu bảnh Hoài Linh, Việt Hương phải đối mặt với hai ca khó Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi. Ngay từ giây phút đầu, bộ đôi quái chiêu này đã tách nhau để chia rẽ nội bộ nhà. Trong khi Việt Hương mải mê nhảy disco cùng Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi đã chiếm gọn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh về tay mình. Gác bỏ hình tượng nhí nhố, Diệu Nhi bất ngờ hóa bà cô với âu phục sang trọng, pha trộn hiện đại lẫn cổ điển. Không những thế, nữ diễn viên còn đặc biệt sắm mạng che mắt như hoàng gia để thu hút Hoài Linh. Cô tỏ ra sang như hóa sản. Chiếc mạng sang trọng vô tình làm rớt mí dáng của Diệu Nhi, khiến cô ngứa ngáy không cưỡng được. Trong quá trình quay hình, Diệu Nhi nhiều lần khiến ekip phải gián đoạn tiến độ vì gãi mắt. Bức xúc với thái độ của Diệu Nhi, Trứng Thành thẳng thắn đề nghị đàn em phán mạng nhẹ lên cho thông não. Đồng thời, Trứng Thành còn dán cho Diệu Nhi biệt danh với chả giò rế. Tại Người Bí ẩn tập này, dàn rắc quyên Việt Nam sẽ dần đầu tiên tung hoành trên sóng truyền hình. Trong vòng 4, hai đội chơi sẽ phải tìm ra ai là nữ hoàng cách quốc và hát lip sync chuyên nghiệp. Trong lúc các đội chơi chỗ tài dự đoán, một thí sinh đã bất ngờ tuyên bố vì hát theo trường phái Diệu Nhi nên đành trở thành người lip sync chuyên nghiệp. Trang Trần tố gái showbiz mất trên hết, Angela Phương Trinh khẳng định sẵn sàng vào bệnh viện kiểm tra trinh tiết. Nhiều ngôi sao không ngại bàn đến vấn đề trinh tiết trong làng giải trí cho dù đây là câu chuyện khá nhạy cảm. Trang Trần không ai vào showbiz mà còn trinh, bà chủ quán bún đậu mắm tôm là người nổi tiếng mới nhất đưa ra phát ngôn ngay tranh cãi về trinh tiết. Trong một livestream mới đây trên mạng xã hội, Trang Trần gây chú ý khi bàn tới scandal gả tình đồng nghiệp của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Sau khi phân định đúng sai giữa ồn ào Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch, cụ chân dài bất ngờ tuyên bố xin lỗi, cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Tuy nhiên, phát ngôn của bà mẹ một con được cho là vơ đũa cả nắm. MC kim ca sĩ Miko Lan Trinh thẳng thắn bác lại đàn chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz chị nhé. Nếu cụ chân dài khẳng định không ai còn trinh khi vào showbiz, hoa hậu Henie khéo léo đáp lại, vậy thì em chưa vào showbiz nhé. Người mẫu Kim Salix Nhã Trúc cũng xem phát ngôn của Trang Trần như cái tát vào mặt hội chị em câu lạc bộ khoan cắt bê tông. Quế Phân, nam em không muốn trao chinh trắng cho Trường Giang. Trong talk show lần đầu nói thật trên báo vào tháng 3, Quế Phân có những chia sẻ bất ngờ về scandal tình ái của Trường Giang và nam em. Sau khi nam em kể lại quá khứ muốn tự tử tại Đà Nẵng hồi còn yêu Trường Giang, Quế Phân quyết định phải nói thật về tính cách của nam danh hài. Giọng ca Đêm Vũ Trường tiết lộ, nam em quẫn đến mức muốn tự tử sau khi bất ngờ bị Trường Giang bỏ rơi. Lý do bởi trước đó cô gái này không đồng ý gửi trao tấm thân chinh trắng cho anh. Nam em là một cô gái vẫn còn trinh, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Sau 2 năm tôi từng sống, từng ở chung nhà, chứng kiến nam em chưa bao giờ đi quá giới hạn cầm tay với bất cứ người đàn ông nào. Tại sao nam em muốn tự tử ở Đà Nẵng? Đó là bởi đêm hôm Trường Giang muốn có được nam em, nhưng cô ấy quyết giữ vì không tin tưởng bất cứ người đàn ông nào trong xã hội. Trường Giang cho nam em niềm tin, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Chính vì vậy nam em không thể dành cho anh ta điều quan trọng nhất. Vì thế Trường Giang đã bỏ đi, Quế Phân kể lại. Phát ngôn của nữ ca sĩ Hà Thành về vấn đề nhạy cảm của đàn em từng gây chú ý một thời gian dài. Quang Lê, tôi từng cưới vợ nhưng vẫn giữ trinh tiết cho cô ấy.
Trong một talk show vào tháng 8, Quang Lê bất ngờ kể về đám cưới bí mật khi anh 22 tuổi. Trước khi đi hát, tôi đã cưới vợ. Lúc đó tôi đang ở Mỹ và phải về Việt Nam cưới vợ thông qua gia đình ông bà ngoại. Phải nói rằng gia đình người vợ rất giàu có. Nếu tôi ở với cô ấy, tôi sẽ không phải vất vả kiếm tiền bằng cách đi hát đâu, nam ca sĩ bật mí. Sau khi công việc cưới xin đã chuẩn bị, Quang Lê nhận ra rằng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong người đang trào dâng. Vì thế anh quan niệm, tôi không thể có gia đình như thế rồi lại nuôi con vào lúc này. Thế nên tôi vẫn chấp nhận làm đám cưới, nhưng tôi giữ sự tin chắn cho vợ để sau này cô ấy đi thêm bước nữa. Theo dự tính của Quang Lê, sau khi thỏa mãn đam mê ca hát, anh sẽ quay về với người vợ nếu cô ấy có thể chờ đợi. Tuy nhiên, sự chờ đợi quá lâu đối với một người phụ nữ là không thể, nên giọng ca đôi mắt người xưa đã đồng ý để vợ mình đến với mối quan hệ khác. Khá cởi mở chia sẻ câu chuyện cưới xin thời cha trẻ, tuy nhiên Quang Lê bất ngờ vấp phải khá nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Có nhiều người cho rằng anh tận dụng chuyện cũ để phát ngôn gây sốc, thu hút sự chú ý. Angela Phương Trinh, nếu cần tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra chi tiết. Nữ diễn viên nóng bỏng Angela Phương Trinh từng gây chú ý bởi phát ngôn táo bạo về chi tiết. Ý thức được giá trị của cái ngàn vàng, cô cho biết sẽ không trao thân dễ dãi và giữ cho tới tận đêm tân hôn. Tuy nhiên, việc cô nàng từng yêu một đại gia ngoài 40 tuổi khiến nhiều người hoài nghi về phát ngôn chi tiết đó, bởi mẫu đàn ông này thường dày dạn kinh nghiệm tình trường. Trước sự ngờ vực của dư luận, bà mẹ nhí khẳng định chắc chắn còn Jin thông qua lời thách thức. Nếu cần, Trinh sẽ đến bệnh viện kiểm tra chi tiết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân. Phi Thanh Vân mất Trinh năm 20 tuổi là quá muộn so với chị em trong nghề. Với tính cách thẳng như ruột ngựa, Phi Thanh Vân tự khai cô đã mất Trinh từ năm 20 tuổi. Không chỉ vậy, người đẹp dao kéo còn khẳng định thêm mất cái ngàn vàng ở độ tuổi 20 là quá muộn so với chị em trong nghề. Ở Việt Nam, còn coi trọng chuyện tinh tiết, nhưng cũng không vì thế mà hủy hôn. Làm người phụ nữ nói thẳng ra là không ai muốn bị mất trinh cả. Thời buổi bây giờ chỉ có người phụ nữ giữ trinh thôi cũng đâu được. Vì cần người còn lại, trong khi đó đàn ông luôn thích đòi, thế thì làm gì còn phụ nữ còn trinh. Thế nên các anh đừng đổ lỗi cho quý cô. Cách giải quyết tốt nhất là hãy để cả hai tự lựa chọn và cùng giải quyết chuyện ấy. Năm 20 tuổi tôi mới làm chuyện ấy, mốc thời gian này là quá muộn so với chị em trong nghề. Theo như những gì mọi người xung quanh tâm sự hay làm cuộc khảo sát bằng miệng, thì tôi là người mất trinh cuối cùng, cuộc chân dài từng tâm sự. Harry Won nói xấu Trấn Thành, dễ khóc và nhí nhố. Harry Won thừa nhận Trấn Thành rất dễ khóc và tính cách nhí nhố. Anh cũng đặc biệt danh cho cô là heo. Harry Won thừa nhận Trấn Thành rất dễ khóc và tính cách nhí nhố. Kể từ khi kết hôn vào tháng 12/2016, Harry Won và Trấn Thành vẫn luôn nhận được sự tò mò của nhiều người về cuộc sống của mình. Hiện tại Harry Won đang tham gia chương trình Quý ông đại chiến. Cô đang biến nơi đây thành đại hội tố chồng của riêng mình. Trong mỗi tập, Harry Won đều tiết lộ những sự thật bất ngờ về Trấn Thành trên sóng truyền hình. Khi nhà báo Lại Văn Sâm hỏi một thí sinh, bạn nghĩ thế nào về nước mắt đàn ông? Harry Won không đánh mà khai, chồng em là người rất mít ướt. Không nhận thế, giọng ca anh cứ đi đi, còn tỉ mỉ kể Trấn Thành rất nhí nhố, nhưng khi khóc thì nước mắt giàn giụa không thua gì trẻ nhỏ. Trên sân khấu, Harry Won bất ngờ được đám cưới cùng một nam thí sinh hát bolero. Cùng với ca khúc Niệm Khúc Cuối, một thí sinh chuẩn soái ca đã tiến thẳng xuống vị trí của Harry Won cầu hôn. Cầm hoa tươi, Harry Won rạng rỡ như công chúa và nắm tay anh bước trên sân khấu. Harry Won tâm sự, bản thân cô cảm thấy mình như trúng số độc đắc. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng ngậm ngùi tiết lộ, cô thường bị Trấn Thành gọi là heo sau gần 2 năm chung sống. Ăn điên cuồng, Thúy Phi từ thân hình vạn người mê trở thành bà thím xồ xề như đẻ mấy lứa. Sau 3 năm bước vào showbiz, Thúy Phi thay đổi nhan sắc đến chóng mặt, thân hình cũng không còn mình hạt xương mai như trước. Đã 3 năm kể từ ngày cái tên Thúy Phi được cư dân mạng nhắc đến, trong cuộc tình tay ba, Thúy Phi phan thành Miu, không còn những phát ngôn sốc nổi bồng bột như trước kia. Thúy Phi bây giờ đã học cách điềm tĩnh hơn, kín đáo hơn trong đời tư của mình, bỏ lại ồn ào showbiz. Lướt trang cá nhân của người đẹp chỉ toàn thấy ảnh mèo hay hoạt động hàng ngày là phần lớn. Nhờ showbiz mà Thúy Phi trở nên xinh đẹp và đầy đặn hơn. Nếu trước kia ở tuổi dậy thì cô nàng còn mang thân hình cò hương và khuôn mặt già đanh nhọn hoắt, thì giờ đây Thúy Phi bắt đầu có chút trẻ trung đầy đặn hơn. Tuy nhiên khuôn mặt thì xinh, nhưng thân hình thì có vẻ phì nhiêu hơn bình thường. Hot girl Cà Mau khoe dáng bên hồ bơi, nhưng cũng không quên quấn kỹ chiếc khăn tắm quanh người để che đi chỗ nào cần che và khoe ra chỗ nào cần khoe. Nhờ vậy, bức ảnh của Thúy Phi đăng lên mạng được dân tình khen ngợi, sexy, tay quá, quyến rũ ghê.
Thế nhưng cô đã là nạn nhân của trào lưu sự khác nhau giữa ảnh tự chụp và ảnh được tác. Ở một góc chụp khác, Thúy Vi lộ thân hình xô xê ngứng mỡ, bắp tay bắp chân và phần eo của cô nàng vẫn còn đồ sộ lắm, dù thời gian gần đây Thúy Vi đã tích cực giảm cân, tập gym tại nhà. Còn nhớ trước đây khi mới bước vào showbiz, Thúy Vi sở hữu thân hình ốm nhom gầy gò, tay chân chẳng khác nào quay tâm, nhưng luôn diện những bộ đồ già đanh, rộng thùng thình. So với bạn bè cùng trang lứa, Thúy Vi có lối ăn mặc khá dài dặn mà đôi khi là hơi bơi trong quần áo. Gương mặt của cô nàng nhỏ nhắn bé xinh đôi khi là được đánh giá là khá nhọn, kéo theo đó là lối trang điểm làm tóc sắc sảo đanh đá khiến cô nàng trông khá già dặn. Sở hữu thân hình ngực tấn công mông phòng thủ, Thúy Vi mảnh mai nuột nà trong những bộ đầm bó sát với đường cut out táo bạo. Tuy nhiên có nằm mơ đi chăng nữa thì chắc cũng không ai nghĩ rằng bước chuyển tiếp theo những ngoại hình của Thúy Vi lại chính là tăng cân. Cụ thể là cách đây không lâu, Thúy Vi đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình cùng lời chia sẻ đầy háo hức. Tăng đến 7kg, từ 38kg tăng lên 45kg. Nhưng có vẻ như cô đã không kiểm soát chế độ ăn của mình khi cơ thể ngày càng đầy thịt mỡ, phai u thịt bắp. Trong những bộ đầm 2 giây, còn đau cánh tay gầy guộc, phần cổ lộ xương quai xanh như trước. Vẫn sở hữu vòng một khủng, nhưng với bắp tay cũng khủng không kém. Kèm với đó, Thúy Vi làm cho combo khoe mặt mâm khi chọn kiểu tóc ngắn uốn cụp này. Nhiều người nghĩ Thúy Vi đã lấy lại thân hình chuẩn khi cô nàng úp mở khoe con số 86, 60 và 90, nhưng khi xem bức ảnh chụp trên kia xong, nhiều người nghĩ hành trình đến với các con số ấy của Thúy Vi hãy còn gian nan lắm. Thank you.